tại trường đua Fuji danh tiếng tại Nhật Bản, nơi đang diễn ra cuộc đua Super Taikyo Fuji 24 giờ, Toyota đã mang tới trưng bày một mẫu xe rất đáng chú ý, đó là phiên bản sedan của Toyota Crown đời mới. Ở thế hệ mới nhất, Toyota Crown có đến 4 cấu hình thân xe, trong đó, bản SUV được công bố đầu tiên khi dòng tên này ra mắt toàn cầu vào năm ngoái. Bản sedan vừa lộ diện có đường nét tương đồng phần lớn với bản crossover ngoại trừ gầm thấp hơn, cùng kết cấu đặc trưng của sedan. Đầu xe Toyota Crown sedan sở hữu tản nhiệt khổ lớn nan dọc với viền chrome đen, 4 đèn pha LED cùng đèn LED ban ngày, hốc gió dọc hai bên, cản trước thể thao và logo vương miện độc quyền của riêng dòng tên này. Ở hướng đối diện, thanh đèn ngang mảnh mai chạy xuyên qua cốp sau tích hợp cả đèn hậu LED, đèn phanh và đèn xi nhan. Các trang bị được làm tối màu để tô điểm cho tổng thể, có thể kể đến gương bên, tay nắm, cản sau, chân. Mâm hợp kim đa chấu 19 inch và cửa sổ trời toàn cảnh là một số yếu tố đáng chú ý bên ngoài khác. Khung gầm Toyota Crown sedan sử dụng là loại TNGAL giống Lexus LS, mang lại cho xe chiều dài 5030mm, chiều rộng 1890mm và chiều cao 1470mm, chiều dài cơ sở tròn 3000mm. Nội thất Toyota Crown sedan không khác gì so với bản crossover, với điểm nhấn lớn nhất vẫn là logo vương miện độc quyền. Táp lô trang bị cặp màn hình đồng cỡ 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây đi kèm tối đa 11 loa JBL. Hệ chuyển động Toyota Crown sedan sử dụng là loại hybrid kết hợp động cơ 2.5 186 mã lực, 221 Nm với motor điện trước 88 mã lực, 202 Nm cùng motor sau 40 mã lực, 121 Nm. Tổng công suất hệ thống là 249 mã lực. Tuy nhiên, bản có mặt tại trường đua Fuji có điểm đặc biệt riêng, đó là hệ chuyển động bản này chạy nhiên liệu hydro. Phụ trách chuyển động là motor từ trường vĩnh cửu 182 mã lực, 300 Nm. Bình nhiên liệu 141 lít cho phép bản này chạy tối đa 850 km mới cần nạp lại. Toyota Crown sedan sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ tháng 9 tới.